Chào tất cả các bạn, công ty trung học tên Đại Dương, công ty trung học hàng đầu tại Việt Nam. Xin thông báo mừng vui đến tất cả các bạn học sinh và các bậc phụ huynh nhằm chúc mừng cho khóa học năm mới của Học viện Marketing Singapore MIS. Thì từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 5 năm 2003, năm 2013 thì Học viện MIS Singapore đã phối hợp cùng với công ty trung học tên Đại Dương để miễn phí apply phí ghi danh tương đương là 5.500.000 đồng cho tất cả các bạn học sinh khi đăng ký làm hồ sơ du học Singapore tại trường MIS tại công ty du học Tân Đại Dương. Điều kiện là tất cả những hồ sơ đăng ký sẽ nhập học vào khóa thời gian là tháng 5 cho tới tháng 7 năm 2013. Ngoài ra thì Học viện MIS tại Singapore còn có các chương trình ưu đãi trong năm 2013 như sau. Với khu học khóa mới nằm tọa lạc ngay khu vực khu trung tâm của Singapore bên cạnh thư viện quốc gia để được đi vào hoạt động trong năm 2013 thì sinh viên sẽ rất là thuận lợi cho quý vị đi lại, học tập và hội nhập với môi trường học tập hiện đại tại Học viện Marketing Singapore là trường đi ghi lợi nhuận từ phần hiệp phần sale và marketing của chính phủ Singapore. Thì nhà trường sẽ áp dụng những chương trình hỗ trợ từ sinh viên quốc tế đi đăng ký du học tại nhà trường. Ví dụ như là miễn phí 30 euro Singapore đầu tiên student pass từ ACA, hỗ trợ học phí cho sinh viên nếu như các bạn đăng ký chương trình Advanced cùng với dự bị là hỗ trợ 300 đô la Singapore, Advanced và chương trình dự bị thạc sĩ hỗ trợ là 500 đô la Singapore, Advanced và chương trình cao đẳng và là đại học sẽ hỗ trợ là 750 đô la Singapore. Với chương trình cao đẳng và đại học thì các bạn sẽ được hỗ trợ 1.500 đô la Singapore và anh ba với chương trình thạc sĩ thì các bạn sẽ được hỗ trợ 1.000 đô la Singapore. Tôi Đại Dương cũng xin giới thiệu đôi nét về Học viện Marketing Singapore. Thì Học viện Marketing Singapore MIS thì được thành lập từ năm 1973 là tổ chức phi lợi nhuận về chuyên ngành marketing tại Singapore. Đây là tổ chức quốc gia của Singapore về sales và marketing. Hệ thống bằng cấp của MIS thì được công nhận rộng rãi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, sales và marketing. Tổ chức đầu tiên của châu Á Thái Bình Dương đạt được chứng nhận ISO 9000 vào năm 1996 và là tổ chức quốc gia đầu tiên cùng với NUS Extension đào tạo chương trình của International Diploma in Asia Pacific Marketing vào năm 1997 và cũng là trường đào tạo hơn 50.000 nhà marketing cho Singapore. Vào năm 2010, Học viện Marketing Singapore cũng chịu đạt được chứng nhận NUS 4 năm. Và vào tháng 8 năm 2011 là trường đầu tiên và duy nhất đạt được chứng nhận 4 năm của Hội đồng bổ nhiệm chất lượng giáo dục Hàn Quốc BAC trong khu vực Đông Nam và Đông Bắc Á. Và trường cũng là tổ chức phi lợi nhuận nên ngay từ đầu EF đã hỗ trợ tài chính cho các bạn sinh viên. Mức học phí tại MIS chỉ khoảng là 2/3 so với mức học phí của các trường tư thục khác. Vậy thì quyền lợi của các bạn sinh viên khi học tại trường MIS như thế nào? Là sinh viên của Học viện Marketing Singapore MIS thì sinh viên chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Marketing Singapore với các quyền lợi như là được miễn phí và đào ưu đãi khi đăng ký với hơn 110 khóa đào tạo ngắn hạn của MIS và các đối tác về các chủ đề liên quan đến sales marketing, truyền thông, quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo, nâng cao và cá nhân. Là sinh viên của MIS thì sinh viên có thể tham gia và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Singapore Polytechnic Marine Drive có mức chi phí thành ưu đãi bao gồm phòng thể thao spa, phòng thư giãn karaoke, phòng chờ thư giãn có đàn piano và phòng tự học. Sinh viên yêu thích thể thao có thể tham gia vào tập thể thao như là pickleball, tennis hoặc là bơi rộng hơn 25m. Với các trường đại học đối tác liên kết với trường MIS như sau. Đại học Buckingham thì trường đại học Buckingham được xếp hạng thứ nhất về triển vọng tốt nghiệp theo đánh giá của The Times Good University Guide năm 2012 và xếp hạng thứ nhất về sự hài lòng của các bạn sinh viên theo đánh giá của National Student Survey năm năm liên tiếp từ năm 2006 đến năm 2010 và xếp hạng thứ 15 về các nghiên cứu quản trị kinh doanh và an quốc theo đánh giá của The Golden University Guide năm 2012 và xếp hạng thứ 20 theo đánh giá của The Independent Public Opinion Guide năm 2011 và xếp hạng thứ 21 theo đánh giá của The Times Higher Education Guide năm 2012. Trường thứ hai là Học viện MIS liên kết đó là trường đại học Tây Anh, University of West of England. Thì với hơn 30.000 sinh viên hiện đang học tại trường này thì xếp hạng là thứ 61 theo đánh giá của Independent Public University Guide năm 2012 và xếp hạng thứ 59 theo đánh giá của The Golden University Guide năm 2012, xếp hạng thứ 67 theo đánh giá của The Good University Guide năm 2012.
và mọi thông tin chi tiết về hồ sơ du học, học phí du học và học viện Marketing Singapore MIS thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương, hiện đó là đại diện tuyển sinh chính thức của học viện Marketing Singapore MIS tại Việt Nam, qua số điện thoại là 3838 2080 hoặc là 3848 1879, hoặc các bạn cũng có thể gửi hồ sơ trực tiếp về công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 Đường Trần Đạo Phú, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Lợi, quận 1. À, các bạn có thể liên hệ với các chi nhánh của chúng tôi ở Nha Trang. Và các thắc mắc thì các bạn cũng thể truy cập vào website www.medu.vn hay là www.medu.com. Xin chào.